Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Diệu Ô Tô trong buổi trưa ngày hôm nay. Em vừa mới về đến đoạn này và em review luôn cho các bác một chiếc Chevrolet Spark 2009 các bác ạ. Vâng, chạy được 14 năm rồi. Nhưng mà con này chạy nhiều các bác nhá. Vâng, không phải ít đâu, 88 vạn rồi các bác ạ. Em bảo đúng giật mình, bảo sao nó chạy nhiều thế. Thế nên em bán cái giá rất rẻ các bác ạ. Xe chạy nhiều, trông như thế này đây. Và em bán giá rẻ hơn 20 triệu đồng cho so với anh em thị trường. Một chiếc Chevrolet Spark 2009 ở thị trường anh em nó đang bán với cái giá tầm khoảng hơn 90 nhá anh em nhá. Vì đây là một chiếc xe 5 chỗ, điều hòa mát và xe của Mỹ thì các bác biết rồi. Theo 5 tháng thời gian xe nó vẫn còn ok như thế này đây. Xe được cái là đảm bảo chất cứng, không có đâm đụng, không ngập nước, giấy tờ hồ sơ chuẩn chỉ, không có phạt nguội. Và xe thì cũng đã được xì tút qua một chút rồi. Về bây giờ anh em muốn mua về đi lại để tránh mưa tránh nắng thì thực sự đây là một chiếc xe quá tuyệt vời cho anh em luôn. Và chiếc xe này thì em Vũ Duy Ô Tô đang bán giá rất là hời rồi. Nên là anh em nào mà yêu thì mời anh em qua cửa hàng xem xe trực tiếp tại quán Toàn Hồng Bàng Hải Phòng anh em nhá. Xe đầy đủ màn hình, cam lùi cho các bác, có thích thì lắp thêm cam hành trình cũng được. Em này thì đăng kiểm đến tận tháng 6 năm 2024 cơ, đăng kiểm 1 năm luôn chứ không phải là mới đăng kiểm hay là đăng kiểm cũ nhá. Đấy nên là các bác cứ yên tâm, chất lượng xe là thoải mái. Phanh côn ga nhẹ, côn ngọ nhẹ, số ngọt, máy chất gầm ngon và xe thì máy thực sự là êm mượt luôn. Chạy 88 vạn thì đương nhiên là nó phải cũ rồi. Vâng, cũ hẳn rồi. Ví dụ như là đèn đây này. Đấy, nó cũ theo thời gian đấy các bác nhá. Nhưng mà thôi, tiền nào của đấy, mình mua con xe này đi lại là tránh mưa tránh nắng là chủ yếu. Và chắc chắn với các bác là mưa thì không dột mà nắng thì không đến đầu. Toàn bộ sơn xi đồng cản xe là đều sạch sẽ và đèn đóm đầy đủ, hoạt động hoàn toàn bình thường. Em này thì được cái là máy nó rất là êm, động cơ 3 máy rất là êm luôn. Máy 1.0 các bác nhá, ăn xăng rồi vào tầm khoảng 4,5 lít trên 100 cây. Đấy. Dòng này thì được cái là con này thì đã kiểm tra rồi, tôn vỏ xe vẫn còn rất là cứng. Và xe thì đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng, không va chạm, tai nạn, ngập nước. Lốp của chiếc xe thì đang sử dụng lốp Mecha MAP5, lốp nói chung là lốp giá rẻ các bác ạ. Lốp mới tinh luôn, 2023. Và cái lốp này thì là 15565R13 các bác nhá. Đây các bác nhìn này, quả lốp nó còn như thế này. Nói chung là lốp này thì ok, dày khự rồi. Về là các bác không phải làm gì nữa rồi nhá. Đấy, la răng đúc, thể thao, kinh nhất. Đấy, la răng này ok. Và lục cua lốp của xe là không có mục mọt. Sơn sườn đẹp, sạch sẽ. Đấy, tôn vỏ dày. Và cam kết cho bác là keo chỉ là còn nguyên. Lôm nhôm theo năm tháng. Này, keo chỉ nó còn nguyên như thế này. Đấy, theo năm tháng thì nó cũng già già đi theo thời gian rồi. Mà em này chạy được 88 bạn. Đấy, con này là không phải tua tiếc gì cả. Em mua của bác chủ là còn nguyên. Ôi, ngồi trong xe mát thật. Này, 88 bạn này các bác ạ. 88 bạn luôn nhá. Và xe thì rất là êm, cứng. Đấy, màn hình đầy đủ. Có kết hợp giải trí, cái màn này thì nó cũng kém rồi. Các bác thích thì có thể thay cái màn này là ok. Điều hòa cơ khá là ok, mát. Và vô lăng của xe thì đấy, chạy vậy nhưng mà nó vẫn chưa mòn. Nói chung là tầm tiền này thì nói thật các bác là để kiếm được con xe như này là hơi hiếm các bác. Vâng. Đấy, máy rất là êm. Đấy, táp lô đẹp, sạch sẽ. Đấy, khuyến mại thêm một cái rẻ đi kèm. Vâng. Và xe thì được cái là toàn bộ chỉ cánh, cốt cánh của xe là còn ngon nguyên. Đấy, răng cao su chống ồn. Và có cái răng trên, gọi là thanh răng trên để gọi là giá nóc. Đấy, các bác có thể là răng chặng buộc đồ ok. Sơn sườn đẹp, keo này. Đấy, các bác nhìn toàn bộ chỉ cánh này, còn ngon. Tappy sạch sẽ, khoan đục đầy đủ. Đấy, có khoan đục đầy đủ các bác nhé. Xe này thì được cái là chạy ổn định. Và nói chung là với cái tầm giá này thì nói thật là em bán cái giá này quá hời rồi. Nhiều bác cứ phân vân bảo cái loại này mua tầm 30 với 40. Nói thật các bác, em đố các bác mua đâu được cái giá đấy ạ. Vâng, thực sự là đố luôn. Vì là cái mức giá, cái dòng này nó giữ giá cực kỳ luôn. Vì đây là một chiếc xe Mỹ. Và chiếc xe này nó cũng là một cái chiếc xe để tránh mưa tránh nắng cực kỳ ok. Đấy, xe ngon đời cao 2009 luôn, chứ không phải là đời 2013, 14 hay là 2003, 04. Vâng, đây các bác nhìn gầm này, gầm nó còn như này em ạ. Gầm của xe vẫn còn rất là ok nhá. Vâng, gầm là không có han mục thế nào. Xe chạy nhiều một chút nhưng mà chất xe thì vẫn còn cứng đét luôn. Đấy, các bác về đi những cái dòng như thế này thì thoải mái yên tâm. Và chi phí sửa chữa những cái dòng này nó rất là rẻ.
thực sự là quá rẻ luôn. Xe gia đình cỡ nhỏ giá rẻ đấy, các bác đầu tư ít nhưng mà hít được thịt thơm. Và đấy, con này thì đấy các bác nhìn này, đấy ghế các thứ là đầy đủ, ngon lành cành đào, êm mượt luôn. Về là bây giờ là các bác cứ yên tâm là chỉ có việc chạy thôi, không phải làm gì. Đấy, chất xe cứng đét luôn, máy êm thì thầm. Và chiếc xe này thì bên em đang bán giá nó rất là rẻ các bác nhá, chỉ bằng ngang một chiếc xe máy tay ga thôi. Vâng, 2009, máy 1.0, 3 máy, khô ráo, sạch sẽ và không có lỗi. Em vừa về đến đoạn này xong. Đấy, máy rất là khô. Đấy, các bác nhìn này, không có dầu mỡ tí nào nhá, không có dầu mỡ này. Máy khô đét luôn, ắc quy khỏe. Đấy, về là việc là chỉ có đè lên là chạy. Và toàn bộ chỉ cabo là còn nguyên. Đấy, chất xe rất là cứng. Và bác nào mà yêu thích cái form này, muốn mua một chiếc xe tránh mưa tránh nắng với cái giá chỉ ngang bằng một chiếc xe máy, gọi là mình vừa đi lại này, đỗ đâu cũng được, đấy, để đâu cũng không phải lo lắng cái chuyện là cũ mới gì, thì các bác qua bên em xem xe, lái thử và trải nghiệm luôn. Dòng này thì đi rất là lành bền nhá. Đấy, chạy đường trường. Đấy, chạy đường trường rồi chạy đường đồi núi cũng ok, không bị yếu gì tí nào. Và cái dòng Chevrolet Spark cũng là một cái dòng xe của Mỹ được rất nhiều người yêu chuộng. Đấy, cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ tại Em Vũ Dư Ô Tô. Chuyên các cái dòng xe ngon lành cành đào cho mọi nhà và chuyên các cái dòng xe giá rẻ giật mình. Con này em bán giá rẻ hơn 20 triệu so với thị trường luôn. Đấy, đây là bác nào mà yêu thì nhanh tay, xe rẻ mà lại còn rẻ hơn 20 triệu luôn các bác ạ. Cảm ơn các bác nhá và hẹn gặp lại các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.